Ok, hello em. Thì nay chơi nhanh gọn lẹ cho dứt điểm con Death Quest này đi. Thì con này là của thằng bạn nó ghép nên cũng gán tranh thủ mà chơi cho nó hết game luôn. Nên giờ chuyển qua chế độ dễ không? Hy vọng đợt game này là thành công luôn. Thì sẽ chơi một đội hình tương đối cũ. Đây. Đội hình này gồm là một tay dài ba tay ngắn, pháp sư nè, tăng nè, đâm chính nè, đâm phụ nè. Nhưng mà thôi chơi đi, chọn hơi sai thế à, không sao, mày chơi nhanh dọn cho nó hoàn thành game. Thì tôi vẫn úp con gấu trước thôi, ưu tiên gấu. Rồi 1-3 máu chắc con cây rồi luôn. Tôi muốn vô em này. Ừ. Rồi vào rừng. Mới vô là đánh chùm luôn nữa hả? Chơi gì nhanh vậy ta? Ngay dao động nó bắt mình đánh quái. Con này đánh 3 đồng. Mục tiêu thấp máu nhất. Vì đâu phải gọi gấu gặp em nó đầu tiên à. Còn lại 2 đam của mình chắc con này là con này đánh đồng minh nó gần nhưng mà cộng 1 đam. Rồi mình lên mình đánh luôn đi. Nhưng tiếp theo là con này nó có mà 3 máu luôn, mình không đủ đam để hạ nó. Con này nó đánh cũng chỉ có 1 đam thôi nên không sao. Cái búa đầu nó là sao ta? Đòn đánh kế tiếp sẽ là bỏ cái điểm hành động của đối phương. Điều bonus đam khi mà nó gây thêm đam khi mà bạn tấn công nó hả? Cho nó dùng cái đơn vị này mà nó lại dùng từ bạn đó. Ủa có sẵn cái lá này luôn nè. Mỗi 3 đòn tấn công chỉ kỳ mô một cái điểm hành động của nó. Thì con này nó gây là chỉ có 1 đam thôi. Nên lên đứng cho nó đánh luôn. Ủa? Đây, lên đứng tăng cho nó luôn. Bây giờ không già gì con này. Gấu có 3 máu à, một hồi vẫn không hạ gục nó được. Đánh đi. Tuần sau tới nó nữa ta. Rồi. Ok, được cái gold. Tính ra là mất có khoảng 1 máu hay gì vậy? Hình như là không mất máu luôn hay gì? Chậm. Gold trên 4 á thì được cái upgrade. Ngon. Bây giờ up cho anh em này. Hay là up thêm con gấu lên các bác nữa ta. Rồi up đó, chị em đi, hỏi chị em đi. Đấm luôn. Rồi con em này nó núp ngay phía sau này. Gọi cây ra trước đã, gọi gấu ra trước đã. Ở sân gấu đánh cái đòn đầu tiên nó đánh lên tới 5 máu lận. Con cây này nó sẽ đánh mục tiêu gần nhất nên cho em này qua hy sinh luôn.
gọi anh pháp sư dứt điểm. Lên gấu bậc 2. Hai ba đầm đau lắm. Bó tay luôn. Bó tay luôn. Mỗi lần nó giảm điểm là gì đó. Rồi giờ té xong là cái chắc rồi. Một điểm luôn. Rồi cây. Người cây té xong lại mất máu. Thanh niên sống trong rừng đứa bé là lại gì đó à? Cầu nguyện hồi máu hoặc là ép mạnh. Tôi nghĩ là cần cái ép mạnh này hơn. Giờ đủ. Không đủ là quay xuống ngầu luôn. Hai kháng phép hoặc là một đâm phép. Tôi nghĩ lấy hai kháng phép đi. Cho con này. Cái forget này tôi tát gần hết rồi. Thì tăng thêm cái lượng vàng mình có thể tìm kiếm trong cái này thôi. Nên không cần đâu. Có từng tiếng ồn rồi mình đi theo nó. Một điểm. Bó tay luôn. Bị đánh luôn. Bị gấu. Mới vô đánh trước nữa chứ. Cái tem mình vô cái điểm AG thấp quá nên nó đến sau. Đây hai kháng phép một chiếc ấp, tôi nghĩ lấy cái này vẫn ngon hơn, được một cái điểm tầm nhìn. Điểm tầm nhìn điểm tầm nhìn con này 6, con này 5 3 4, nhưng mà nó có hai điểm kháng phép nữa. Nên cho ông cây không ta? Thôi cho ông già đi. Bốn cái cây. Nó đánh trước luôn. Mất lớp giáp mà không sao hết. Con này tiếp theo. Đánh một đam. Vô con gần nhất. Nên mình sẽ qua xuyên con này đứng cho nó đánh mình. Rồi bị kẹt hả? Để nó đánh vô con này có lớp giáp đỡ. Đó. Con này 4 đam thì gọi gấu ra tắp đầu nó thôi. Gạt giò nó luôn. Rồi mình dứt điểm con này là xong. Gấu phát này nó rất mạnh rồi, nên dắt lên cho gấu luôn. Đâm tay thì đâm tay em này. Ba đâm đi. Đây thì khu rừng nấm, chọn đại đây. Thì chắc ăn là phải đánh rồi đó. Vô khu rừng nấm này là đánh liên tục luôn. AG mình thấp nó hơi bất lợi một tí. 4 Ây da. Thì hai con này hành động rồi, còn mỗi con này thôi chả sao. Xiên nó một phát là xong. Cây cũng không cần gỡ gấu nữa. Coi như mất tí máu ban đầu đó vậy. Mới cắn máu xong nó lại cho máu. Bây giờ tôi nghĩ lấy cái này đi.
cái này có thể chặn được mục tiêu nhỏ thôi, lấy cái điểm này vẫn hơn. Để nó đánh một lần, hãy đánh thêm lần nữa. Cái gao đầu cho nó đầu tiên rất là bất lợi luôn. Tăng điểm tầm nhìn, điểm tầm nhìn của con này là 7, tăng luôn lên 8 điểm. Ta lên 8 điểm nào. Rồi đánh thôi. Một điểm nữa nhé. Trời, nó đánh trước nữa. 3 máu. Con kia hồi mình gọi gấu ra là giết nó. Đi đánh này cái nữa nè. Xong đánh con này mà mất một máu nữa rồi. Và nãy là không thể đỡ được. Đây có cái quân ở đây. Đây bắt đầu trận đấu thì sẽ tấn công ngẫu nhiên một quân địch cũng được. Con cây này đánh 3 đam. Mục tiêu gần nhất. Gọi gấu ra thôi. Gấu hướng này đi. Gấu đánh phán nó sắp chết luôn rồi. Rồi em này bỏ hai cái là xong luôn, chạy như bỏ con kia cái này, hai máu nữa, xong. Trời, lần đầu mới thấy 10 điểm qua được, rồi xong luôn, nay cũng dính nữa, mất một cái cạc thôi, rồi cửa. Mỗi 4 đòn hồi một máu. Cái này lấy sớm thì nó ngon. Lấy đây. Pháp sư hơi yếu đam nhưng mà chắc kệ nó. Quăng một trang bị của quái thú à. Trời, trừ 3 máu. Lấy cái khiêu lóc này hoặc là khiêu phá chân. Cái này cũng phải phá chân mà dạng như là lấn áp cái điểm hành động của nó. Khi cái con đó mà nó chuyển qua màu tím á, trước khi nó chuyển qua màu tím hay gì á. Mà tôi nghĩ lấy cái lóc đầu tiên đi. Tại đầu game máu mình ít lắm, mình đỡ đường đòn tấn công thì nó ngon hơn vậy sao. Nên cho em này đi. Savager, you sense danger ahead. Nó đánh trước chứ. Select a character. Bây giờ mình nâng được. Em này lên 3-5 rồi. Đầu tiên sẽ bổ như bổ củi vậy. Roll the skull of nine. Trời, 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 mới thấy à. Lancer, you sense danger. Cho em Lancer đi để em nó đỡ được cái đam đầu tiên. Thì nó đánh đồng bọn luôn rồi. Rồi mát luôn nè. Có đồ giòn cho em này cho em nó gánh đầu game. Rồi chuẩn bị đấm nhau nữa rồi. 1, 2, 3, 4. Mới vô đánh bồn nó cũng đỡ. Đánh nữa hả? Người biết lửa quá không?
Rồi bốn cưỡi bốn phát là xong hết chứ vậy. Ê, sai rồi. Không đứng cùng chiều mới được. Để hồi con này nó xuyên qua nó dính đồng đội. Không lấy con này đánh đi cho chắc ăn. Cái lúc không cần nữa là ra 10. Thì mục tiêu triệu hồi nào. Tôi nghĩ là cái siêu đơn mục tiêu mà đi. Siêu AOE này đầu game thì nó hơi phế. Tăng mát nó cũng không thấy mạnh đó. Ít khi ông già có đam thấy. Trăm vàng để hồi một đến hai máu, hai cục xí ngầu mới. Thôi đi. Đồ hai hết luôn rồi, mới thấy luôn á. Chơi mức dễ hình như nó tăng tí nhân phẩm lên thế vậy. Trời ơi. Một gen, một agi, một trí tuệ, một tầm nhìn. Chắc cho em này. Lần này gõ không ai trả lời hết. Tiếp trên thì em này khỏi lo. Chơi nhân phẩm. Cái này đã nâng hết luôn rồi. Tăng một điểm trí tuệ thêm một. Hôm nay điểm trí tuệ 7 rồi, tăng ổng lên 1.8 luôn. Cây ăn đi. Lại gõ cửa, nãy giờ gõ cửa 3 4 lần rồi đó, chỉ có một lần nó trả lời thôi. Mazda mà đương nhiên cho em này rồi. Gần đùng nó đẩy mình vô chỗ khó liền. Nhận một trang bị được. Và con này nó sẽ đánh trước 2 đến 3 đam. Chắc thả con gấu ra chặn đường á. Thôi chết rồi. Giọt, có gì đánh này nha. Từ đánh này đi. Bây giờ nó có 4 thôi, bổ củi nó là xong. Bổ luôn con này nữa. Rồi dứt điểm đó. Nhờ cái vị trí của cái con mà triệu hồi ra mới thấy được. 2 điểm kháng phép, 1 điểm tầm nhìn và 2 điểm kháng phép. Tôi tăng một sát thương phép đi. Hy vọng ông già về sau gánh tem. Tại giờ mình dính cả 3 cái luôn á, máu nhiều nhất. Hai máu đào thiệt chứ, vô dính cái phát này cái là 5 6 đam luôn rồi. Rồi 2 3 đa máu nữa, 3 máu luôn. Mới vô đánh trước hả vậy? Sao đánh trước không vậy? Tấn công mục tiêu quá gần, tiêu quá gần em này nên thả con gấu ra.
xong rồi bọc hậu nó đánh chết này đây đó. Giờ bỏ củi 6 vừa đủ luôn. Nên hồi máu cho em này không? Máu mình nhiều lắm. Hồi em phát đi. Em này cũng còn 8 máu nè. Choose a hero. Lên hộp nữa. Tết điểm là ghi đó, chết tía rồi. Em này 8 5 5 3. Savager. Test your agility 8. Tính đồ vô 1 2 đấy chứ. Một trí tuệ, một đam. Cho đam phép không gì ta? Này đương nhiên lấy cái bên trái rồi, nó cộng hơn vòng nữa mà. Ông này trí tuệ 9 điểm luôn rồi. Ây da. Ây da. Bán máu lấy đồ. Choose a hero. Lóc xong phán đam mà lúc này chưa cần. Thì cái này tác dụng nó quá nhỏ mà bây giờ kiếm không ra quá nhỏ nữa đâu. Biến cây cũng chưa cần lắm, hay là kêu chặt tịch nữa nè. Lấy hồi máu phát ở đây rồi chặt tịch sau. Trên em này 5, này 7. 7 thì 1 đến 3 không được rồi thôi. Ôi trời ơi. Ba đam đi. Đam tối thiểu. Ê, chết rồi, không được chọn hả? Rồi đấm nhau luôn. Con này đánh 3 đam vào cái con gần nhất. Con này chặt còn 4 đam à. Gọi gấu rồi cho nó tăng tôi. Nếu gọi gấu đây là giết được hàng này đúng không? Tuần sau tới con 7 này hả? Sai lầm rồi. 7 này đánh tới 4 đam lận. Đánh mục tiêu gần nhất. Cắn thuốc rồi, biết sao giờ. Bây giờ ủa phải đi lại gần nữa hả? Ba máu hồi được một máu, ba đòn hồi được một máu cũng đỡ. Select a character. Phát nữa. Uống máu đi, uống máu đi. Còn 6 máu nguy hiểm quá. Savager, test your agility 10. Lúc không cần thì nó ra 10. Một ammo và một kháng phép. Khi bạn di chuyển và đứng có con nào có tác dụng gì đâu ta. Chết rồi, gắn đồ bậy bạ vô con này một hồi không đủ lót. Ủa tháo ra được hả?
Đâu có được thì lo tăng lắng làm gì. Nếu Gundam mà nó lựa đúng con mạnh nhất của mình nãy giờ ba lần rồi đó. Gundam kiểu gì mà pháo quá vậy? Bây giờ con này nó phản đam mình nữa chứ. Rồi gọi gấu ra thôi. Nó có bà kháng phép nên đánh nó không vô máu đâu. Rồi bộ củi nó là xong. Hai kháng phép. Dẫn em này đi. Nhận một trang bị. Gửi gấu ra thôi. Tiếp theo tới con cây nữa. Con này nó đánh 4 đam luôn. 3 đến 5 đam. Mục tiêu gần nhất. Nó gần con này hơn hay con này hơn. Con kia có cái khiên rồi. Nên mình giọt. Đánh hạng này nè nha. Ừ. Mày gì đánh nè. Rồi bổ củi nó xong rồi. Thì nó tới là 6 giáp rồi. Con này vẫn đánh con gần nhất nên chả sao. Rồi đánh rồi đi. Rồi 3-1. Bye bye. Con pháp sư bây giờ mới nâng có một điểm, một hai điểm gì cho ổng à. Một tầm nhìn như hai kháng phép. Kháng phép về sau nó gần không ta. Rồi một đống ba lê pha lê luôn. Cái này là mở kim thì nó không mở đâu. Savager, Không để vô 1-2 nó lựu đạn mới nói xong. Lúc không cần nó lại ra 10. À nó nhá. Này đương nhiên ngon hơn hẳn rồi. Ổng có sẵn cái mũ, ổng đội em hai cái mũ nữa là thành ba cái mũ. Ngon. Con này lần đầu tiên tôi thấy luôn. Ây da. 4 đam, 3 đến 5 đam. Tấn công quân địch ở gần. Thôi cũng cùi bắp bình thường. Hết một muốn chết luôn. Rồi bổ củi nó là xong em. Cộng một tất cả các kẻ tấn công ghê vậy. Bỏ hai máu. Chọn một hero. Cho có vùng đất để hồi 4 máu. Rồi giờ bỏ hai máu, bỏ lại đó. Coi như là lời được hai máu. Tiếp tục đấm thôi. Con này nó đánh trước. Con này nó đánh 3 5 đam mục tiêu gần nhất. Tiêu gần nhất gì gọi con cây xuống bèm dưới là xong. Gọi gấu đấm hàng dưới là xong. Hướng nào ta? Hướng trên thì để gì, còn hướng dưới thì để gì á? Rồi hụt rồi. Thiết kế 44 mà nó không thiết kế ra hồn được đó. Rồi nó đánh vô con này chết này thôi. Con này chỉ có giáp à, không có gì phải lo cả. Ông già cân hai luôn nè. Rồi, em gái bổ củi.
không mất máu nhưng mà tốn tí thời gian thôi. Cái này mát này hả? Bổ củi với thêm lần nữa cũng không tác dụng, nên cho ông già đi. Ông già bắt đầu ông mạnh rồi đó, cho ông gánh tèm được rồi đó. Gì đây? Test gen. Chị đâu có sợ cưng. Cái đôi giày nó cùi dữ thiệt. Thiên tế một đồng minh để đổi 2.000, ngu à? Ai chơi bán đồng đội với giá gì? Tất tắc thì còn bán với giá rẻ gì ai mà bán? Tốn hai cục xí ngầu cùng lúc. Hy sinh đi em, bán máu lấy đồ. Choose a hero. Tôi nghĩ hai cạc này chỉ cần lấy một cạc thôi, ông không có đánh lần nữa đâu. Savager, roll the skull of eight. Trời, mới thấy. Người tay kiếm, một tay rìu, một tay cầm chì gai á, chì gai gặm vô miệng rồi. Random. Chết tía rồi. Vô đây là hơi nguy hiểm đó. Rồi, đấm. Rồi, ba con mũi. Em này đi chặt thịt phát là xong hết. Hên hên hên, chứ xét máu về một nghĩa là báo luôn. Tới điểm trí tuệ ông này chắc mát luôn rồi, hung luôn rồi nè. Hai cũng ba nữa. Hên là điểm trí tuệ cũng cao. Có tí tiền. Rồi 6 máu luôn, cũng được. Coi như là mình thuốc rưỡi rồi. Thì vô khu vực này sẽ tăng thêm một cục xí ngầu. Thôi, tôi vẫn tiết kiệm tiền đi. Tiết kiệm cái pha lê đây. Bữa chơi một trận mà tiết kiệm đầy đủ đến cuối là hơn 200 rồi. Choose a hero. Ủa, 1-2 lên 1-4 hả? Sao mà hên xui dữ vậy ta? 1-2 lên 2-3 thì nó tăng ổn định 1. Kệ thử ông già này phát rồi. Phá cái thùng. Đựng cục xí ngầu. Select a character. 1-6, cái gì? Ông này đúng nhân phẩm luôn á. 1-8 hả? Thì luôn kìa. Buồn cười vãi. Rồi, tấm gương. Ban cây. Ban cây chắc em này đi chặt thạch hết ba con nữa là xong. Druid, test your plus 2. Da 1-3 đam. Ủa nó tự chọn luôn hả? Chọn hai con hít máu nhất. Game nhân phẩm thông minh. Rồi cú này nó bị căng nha. Đó, nó clone gây thịt mình luôn. Khó quá. Mình gọi gấu ra là chết gấu luôn cũng không được.
Mà ổng chơi hay á. Bộ của ổng là 10 với 8, còn bộ của mình là 6 với 11. Giết ổng luôn thì đến lượt con khác nó đánh mình cũng đau lắm. Cho con này nó đi nó chặt thịt một cái là hai con này thì đảm yếu lắm, mà không biết nó gọi gấu ra không, nó gọi gấu ra là mệt á, phải gà không già rồi, không có cái cộng ba đam nữa. Dùng hai chiêu để gạt ông luôn. Bây giờ con này có một đao mà không sao. Rồi tiếp theo là phải giết này trong vòng một tuần. Bởi vì không thôi nó gọi gấu ra là chết liền. Không ổn rồi, hai cái phép này, hai con phép đánh vô nó cũng không chết. Nó gọi gấu không ta? Không, nó đến tay rồi. Mấy đèn đỏ không chơi khiêu, nhưng mà nó chặt thịt chết là nó lại đưa nữa. Em này có cái khiên mà ta, cái khiên nó tiêu rồi. Có khiên pha ghi nè. Ủa là sao nó không xanh lá là nó lại màu đỏ. Không ai chặn được em này, quá mạnh luôn. Tấn công cái mục tiêu gần nhất. Một ai qua chặt con này, chặt cái sáu đam. Nếu chặt chết con này nó đi chặt phát nữa thì cũng vậy rồi, nên để con này ra xa. Con này thì có hai máu thôi, mặc kệ nó cũng sao cả. Rồi giờ gán bút đàm chết con này, nó mạnh quá à. Mình mạnh quá chứ không phải nó mạnh quá. Nãy pha đó tự nhiên hồi chết gấu luôn. Con này có một đam hai đam mình kể nó 4 điểm kháng phép. Chết rồi, tuần sau đó nó đi bổ củi rồi, thiệt chứ, bổ phát là đúng thốn luôn á. Dạ. Còn lại mỗi con này không sao cả. Đánh chính mình một cái là nó thảm, thảm họa luôn. Select a character. Tôi nghĩ bổ củi thêm nhiều cũng vậy thôi, nên lấy con này đi. Nine. Tôi không hiểu cái khái niệm vượt trội hơn là sao. Choose a hero.
Đó, anh già bắt đầu gánh tem được đó. Anh già thì đi mục tiêu mạnh hơn. Rồi. Cái này có hai đứa là đỡ hơn. Trời ơi, 4 đến 13 mà nó có cây 4. Tôi sợ giết ông già này xong rồi tuần sau qua ông già này cái nữa là đau lắm. Gấu đi. Cũng bộ khiêu. Này đánh có một hai máu rồi nên cũng chả lo. Rồi bố củi làm việc thôi. Phá vỡ được cái gương. Savager, there is danger ahead. Nine. Không sao cả. Lại nữa hả? Ba đam, ba máu. Uống máu cho cụ luôn. Six. Cái mát đam này cho ông già đúng là ngon luôn á. Rồi có một ông già. Mình trước nữa chứ, chết thiệt. Vãi đái con game. Lũ đạn thì chứ đánh một phát trên cây mình luôn. Savager, test your intelligence. Ten. Rồi mất một cây rồi. Nó vào nhà hàng con. Luôn đi. Cài dữ thiệt mất cây quan mạng luôn. Nhân đôi một hiệu ứng ngẫu nhiên, nhân đôi một anh hùng ngẫu nhiên với một máu nữa. Tức là mình clone ra con đó thì gần đông đấy. Frozen Peaks. Test your agility. Seven. Để con dê nó chạy lại. Cần con cây sống lại nó gấp. One. Nine. Ba đào, hai bốn ba ở giữa. Savager, test your seven. Là coi combat hả? Bỏ một lá bài. Chừng nào con cây mới sống lại trời. Sáu máu già trưởng cái gì không vậy? Yeah.
Select a character. Đây, 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 đây. Hai đến ba tuần này là ba năm đâu, hai đến ba tuần đi. Chết thiệt. Tuần sau mà đánh là chạy à. Fire Mage. Roll the sky. 7. Rồi làm con về. Rồi bị đánh rồi. Không có con cây để tăng. Tấn công địch tới gần. 17 đam, 17 đam thì một hit chết luôn. Được 10 máu quá ngon. Sống rồi anh em ơi. Này đâu có đam gì đâu. Cho nó lạc lối lên. Rồi 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 rồi. Cầu báo ngon. Thì tính cho ông già này mới đúng á. Savager, test your one. Gì mà gà số 1 được. Six. Choose a hero. Kiểu này vẫn là kiểu phụ. Nó đánh số lượng. Nhưng mà không có đam nhiều vậy. Còn chị em này thêm được tí máu. Con này quá hình cây. Hai đam cũng không cần. Còn chị em giờ ra chắc đỡ được hit một. Nâng bây giờ quá muộn rồi. Lấy cái siêu bát đi. Select a character. Qua cái gương này nâng lên cho nó. Một lá thôi, một lá thôi. Tắt cái chức năng luôn luôn. Lancer, test your battery. Thì ha, nó tự chọn. Savager, test your two. Không. Nine. Không luôn. Druid, test your pistol. Tem méo gì đi lạc xuống vậy? Thằng kia chưa về nó. Gấp đôi hiệu ứng hồi máu. Thử cho nó uống mình máu rồi. Đó. Choose a hero. Một, hai, hai, bốn. Cao lắm thì 5-6 máu rồi. 5-6 máu thì cũng cần thiết không đâu. Thử kêu già đi, già đang rất là mạnh. Select a character. Savager, test your at 6.
17 món nữa ta. Em này nhiều đồ à. Bây giờ giật gấu cho một cứa đi phòng thủ. Gấu phòng thủ hả? There is danger ahead. Mình đánh trước, nói đánh trước à, nói đánh trước lỗ lắm, mới nói chồng à. Chưa gì giờ mất năm máu hoàng mạng. Sao đánh không được? Nó còn đánh trả nữa kìa. Thôi chết rồi. Một hai đâu mà. Rồi bán máu chết luôn rồi. Mất mười mấy hai chục máu. Mà nó đồn ra một máu rồi nữa. Mất hơi mười mấy hai chục máu luôn. Savager, test your strength. Druid, test your agility. Rồi, rớt trực chết luôn nữa nha. Bài chim kính phục này ông già có chiêu ao ở đâu ta. Đây đánh tới ba máu rồi, bổ củi cũng không được. Ôi lại đây. À, nó không đánh ông già. Đạm tại cho nó kia chưa có về nữa. Cây đi sau á. Tấn công quân địch tới gần. Vành hết. Select a character. Đánh luôn hả? Ba con đánh rồng. Nó phản đam lợi đau lắm. Không có con cây để gọi gấu ra trời.
giờ mình đánh con cái nó trả đòn liền á. Chà đòn rồi, vãi thiệt. Di chuyển màn hình thôi. Vẫn còn chả đòn nữa không ta? Vẫn còn. Nó đấm lại cái là 9 đâm lận. Con này chịu đấm ăn xoay 5 đâm ta. Con này có một cái khiên. Bây giờ là hai con này 14, 14 nó vẫn còn 11 máu. Đào quá, nó đánh xuyên cái khiên luôn. Không đủ đam rồi. Tuần sau nó sẽ đánh một cái. Con này đỡ được đòn cận chiến. Liều đi. Ủa sao nó không đánh vô khiên? Bó tay luôn. Đánh rồng quá đau. Bởi vì lúc cần ấy thì nó cũng không găng cây. Savager, test your strength. Hết máu luôn đó nha. Còn 9 máu à. 400 vàng mới tuyển được nha, chiến binh băng này. Lỡ mất cơ hội rồi. Giant Valley. Mười hai giáp và 4 căn phép giúp bản thân một trận chiến. Mười hai giáp 4 căn phép à. Cho mấy con cận chiến nó ngon hơn. Con này đeo được 6 lá à. Bỏ lá này ra. Cày đây. Choose a hero. Lúc này đánh mấy con cá nhân thôi. Đánh đam đơn mục tiêu nhiều. Ba đứa này nhớ phối cho này. Mình còn món cây. Tu cây này nó đánh 10 đam không sao.
Đánh gần đùm á. Đánh gần đùm mình chỉ cần thả một con quái ra chặn đường đó là được. Thả gấu ra chặn đường đó là được. Bộ củi nó chết. Select a character. Đánh dấu thêm một đam thì nuôi con cây này nó hơn. Select a character. Này có hai cái rồi đó. Tôi mới đi chỗ này mới có hai ba lần rồi. Rồi ơi, biết gì giết đồng minh này xong nhận cái này nó còn có lợi hơn nữa. Ba người công đồ thì nâng được hai cái đánh đi thử phát. Thì nó đánh đồng đội nó trước. Nó đứng ở đây thì mình đâu có đỡ được. Bỏ tay luôn rồi. Đứng nghe đấm một phát là hai đứa này thốn dữ lắm. Nhất là con cầm thương nè, nó đánh 11 đam nữa. Nên tách một con ra. Không có thêm 3 điểm hành động nào hết. Sao ta? Đánh dấu á, đánh dấu á. Ừ đúng rồi. Con này đánh nào cũng được chứ anh, không quan tâm. Không có nội thoại. Bạn đã. Dạ, đã đánh được 8 đam là đánh cả đi chết. Đánh ông già 12 máu. Dưới này có đường đi, mình đứng đây đi. Rồi đi bổ củi được rồi đó. Bổ tới này luôn. Thằng này đi xiên nó. Xiên này nó có 6 máu thôi. Hai máu nữa vừa đủ. Có gì bị đánh thì con này nó đánh lên con một máu của mình cũng sao cả. Đánh nào đánh đi, đánh giờ mà không đánh này hả? Biết lỗ quá hả? Nào đánh này mình rút. Quá lớn rồi.
Cái này nó ghi có thể mục tiêu lớn hơn nhưng mà không thể dùng được. Bốn máu thì tôi chọn là xong cái gì, anh già dứt điểm đi. Tính ra là không mất máu cho lắm. Mát luôn đó. Gần 6 và cao hơn. Này. Savager, rule the one. Một quay thôi. Mười máu. Ngon. Tốn cục xí ngầu cũng được. Con đệ bàn gấp hụt mình. Hai quả trứng. Ăn trứng này hồi máu rất nhiều mà. Tôi hai cái luôn hả? Rồi, người khổng lồ đâu ra đây cơ? Người khổng lồ ra đây bay. Tự nhiên nhân phẩm cao vời vợi rồi đó. Có khả năng phá đảo đây nè mà. Cái gì? Bỏ thì chỉ có bỏ hy sinh này thôi. Quan mạng thiệt. Ba thằng đánh sai boss. Đánh gan đùm thì mình phải chặn đường nó. Đánh này hoặc lần này đi nha, đừng đánh hai đứa này. Má mới nói xong à, 12 máu, 2 máu, bà cha nó. Ganh đụng kiểu đéo gì mà tính toán gì vậy? Tại vì còn đánh hai lần nữa chứ. Bó tay luôn. Choose a hero. Bây giờ giúp quá hình cây mới đỡ nổi. Choose a hero. Làm gì còn nào ở đâu? Bây giờ một sai sót là đi luôn á. Thôi chịu thôi, đừng đánh vô này nha. À, mới nói xong một máu. Phải cả một máu. Rồi tí nữa mình để con gấu ngay đây để nó đánh ngã hai luôn. Ở trên đâu dưới thôi. Mày thì một máu nè. Cái cú dữ thiệt. Rồi bổ củi bổ nó chết không? Cài cú.
chỉ số chain là chỉ số đam, con này chain 7, này chain 4. Rồi người khổng lồ à. Tới dùng đất khổng lồ này, Outpost. Thôi chết rồi. Chọn sai rồi. Cái này bây giờ không cần thiết nữa. Hai chục vàng của tôi, quý gỗ. Con này nó đánh, nó chỉ định thôi. Con này nó chỉ định luôn, chỉ có mỗi con này đánh thôi. Đam nó 10 mã double, nó là 20 mã này. Không, bên này có một ô và thả gấu ngay đây, thả một con gì ngay đây là nó không đi qua được đâu. Đó, đánh này đây. Đấy, nó chỉ định đồng minh đánh nhau hả? Mất 9 máu quan mạng. Núp đây luôn thôi. Con này nó sẽ đánh vô con này rồi. Bổ củi đâu rồi? Bổ củi đây. Bổ đâu? Bổ củi đây. Bổ hồng đây nè. 15 đam bể đáy. Đây là hồi bữa tôi chọn cái này để tôi bắt đầu cái chiến hành mình kế tiếp nè. Nhưng bây giờ không đâu. Face the darkness. Hy sinh một cạc. Cây cầu. Tám đến 12 đam vào body. Địch ở gần. 16. Mình đánh con này á, tí con này nó đập qua mình nó chết con này luôn. Đó. Bỏ chết luôn kìa. Ở quên tuôn đầu rộng 2 đam nữa. Con này 20. Vẫn đánh con ở gần nhất, vậy chịu hồi con ếch ra đây là xong. Pháp sư rồi. Ủa, nhắm nữa lộn phiêu rồi. Ừ không, đúng rồi. Con này đánh lên sẽ trúng con trên này luôn. 7 đam á, 11 đam, 7 đam nữa thì không chết con này. Ở đâu mình mà? Không không không, 7 đam đánh này ngon thôi. Nó sao vậy? Chọn vị trí di chuyển mà. Sao không chấp nhận hành động này với nhân vật này là sao? Tôi đéo hiểu luôn. Đánh con này đánh được, không đánh được con trên. Rồi bổ củi nó bổ 1, 2, 3, 4. Không, sao con này không đánh được? Nó có cái lá bài gì à?
lá gì kệ méo đó. Quất. Ủa? Nó đánh đúng ba con nó chừa lên một con. Chết mẹ ăn cây nó rồi gì. Nó game hư ảo vậy. Chaos Mirror. Ngày 6 đam mà. 14 giáp. Nếu mình bỏ hết ba con này luôn thì được, còn dính vô con này thì con á. Nó đánh ở gần nhất nên cứ gọi gấu rồi đó. Có gấu đâu nữa mà gọi. Con này nó sọt 6 đam. Mình đứng ở đây. Cấp sư rồi. Tính sao khéo khéo thì không mất máu. Tôi muốn gọi con này chặt nè, mà chặt bậy bạ tới con này nó chặt lại phát cũng đau lắm. Chặt lại phát 12 máu rồi. Không không không. Con này đánh cũng đau nữa, không ổn mà. Nên gọi con này ra, chĩa vô đây phát. Cái này đập vô đây. Đó, xuyên qua chết hai con luôn. Ủa? Nó đánh con gần nhất mà. Nó bại lừa đảo. Bây giờ không có đâm phép để trị nó. 16 nó tới 17 rồi. The summoning portal. Ây da, không có con cái. Con này nó đâu có đi ra được mà nó đánh. Mình sẽ thả một con đây cho nó đánh. Là con nhỏ này nè. Không, nó chặt cái chết luôn rồi. Mấy con này không thể chỉ định được. Tính lên con này chúng này chết luôn đó. Bỏ đi nữa hả? Chết cũ rồi, còn hai máu à? Đi ra. Đi ra. Bỏ tay luôn. Mười sáu máu vừa đủ.
Tự hình tương tác cái danh rồi. Rồi thôi xong luôn rồi đó. 8 đến 20 đam. Ừ qua được. Nhân phẩm ganh đùm một nhân vật trong tem của mình. Hả à, nó thiệt chết. Còn con phép con thường. The Horseman. Đánh nó xong nó còn sống gì nữa, 20 giáp 40 phép, đội hình mình còn có 2 con à. Rồi đánh xuống đây đi chúng này luôn. Đánh phát nữa hả? Phải luyện. Trong tuần này thì dắt em này bay rồi. Mình coi nó sống gì hạnh gì. Nó vẫn chưa chết. Phát cuối. Rồi còn mình anh già. Cái đội hình vô trận chung kết của tôi đây đó hả? Vậy là vẫn chưa phá đảo được anh em ơi. Vô đây thì chắc phù thủy đấu nhau. 99 máu. Nó random 7 đến 14, mình còn 13 à. Không có gọi để ra thì nó cũng muốn hết một nên chắc đánh tay nó thôi. Phải giữ ít nhất được khoảng là 2 đến 3 người vô thì còn khả năng. Cái gì vậy? Rồi. Tôi rất tiếc. Chúng ta vẫn chưa phá đảo được. Cài nghe. Cú đó rất là cài luôn đó. Thì bây giờ để tôi suy nghĩ lại chiến thuật cái này. Như đánh một con thì đem con này về cuối nó ngon hơn nè. Con này thì nó chặt được 3-4 lần. Nó chặt được 3-4 lần. Ngoài cái đó ra thì không có điểm mạnh gì nữa. Con này thì có vung rìu. Có quăng cái rìu. Còn lại đánh tay bình thường thôi. Ngoài ra nó có kêu đá nè. Nhưng mà đánh trả. Đánh trả thì nó bị đánh cái tí ở bật lại. Với lại máu nó rất là cao. Con này thường đam đơn hơn. Về lay nó mạnh. Tức là về lay nó mạnh đó. Con này là ông boss nè. Lùng này sao ta? Lùng này chỉ có mấy cái chiêu tạo bẫy thôi. Nó giống như triệu hồi á. Đam tay nó cũng yếu nữa. Giống khiêu triệu hồi đó. Tôi chưa nghĩ ra cái đội hình nào phù hợp. Chắc đợt này lấy bà này đi. Không lấy em này nữa. Thì mỗi ba đòn đánh á, nó sẽ là điều khiến một cái quân địch ở gần nó đánh nhau.
Thì cái lá này tôi không biết nó nâng cấp lên ra làm sao. Không lẽ là 3, 2, 1. Cái chiêu này thì tác dụng đầu game thôi. Đánh 3 đòn thì khiến con quá nhỏ chứ mà quá cỡ vừa là mất cái điểm hành động. Thì tôi vẫn không biết nên lấy rùng hay không. Buộc phải có một con triệu hồi. Triệu hồi tự động á. Nãy mít này uống quá. 400 vàng. Con này thường đam này. Nếu như chơi con này không cần phù thủy. Như vậy thì thiếu sát thương phép lắm. Lùng này cũng được. Chơi thử cái này thôi. Tôi nghĩ là khoảng 2 lần nữa, tối đa 2 lần nó sẽ phá đảo. Lấy anh già luôn. Còn con cuối là 1, 2, 3. Không có con cây cũng hơi thiếu thốn đó. Và con cây về sau nó lại thổ à. Có mỗi con gấu 9, 10 máu à. Chứ nó hóa thành cái cây. Năm là 10 là 20 rồi. Hóa thành cái cây cũng đỡ được con tuần đam một. Đánh đồ mục tiêu thì con này vẫn mạnh hơn. Dồn đam ngon hơn. Sao ta? Nó này đi. Choose a hero. Đồng minh thôi, lấy gọi đồng minh trước. Con cây thì nó đỡ được đoạn đầu game. Và tôi nghĩ qua cái đoạn đầu game này nó cũng không có gì nữa. Đội hình này máu nó nhiều. Hồi nãy ra ba mấy cái gun ngon đó. Nhưng mà trận game này nó hơi lỗ một tí. Select a character. Cái khiên tự đoán nó đánh đầu để bút cái khiên trước không được. Giữ máu đồ game. Không, cuồng bạo đồ game luôn. Không có giữ kẻ gì hết. Giữ 400 tiền để hồi đi cứu con băng nha. Đấm gấu luôn. Sợ mày hả gấu? Gấu đứng gần quá vậy? Không đứng gần này thì chết đâu. Yêu. Ba cái bốn cái nấm luôn. Nó đánh chỉ có một đam thôi. Này đánh quân ở gần nhất một đam. Vẫn một đam. Tất cả đều có giáp giờ này khỏi lo. Đánh này đánh. Đúng quên nữa, nó đánh con này. 4 đam. Con cầm ghiều rồi. Kệ cho nó luôn. Mất 2 máu. Kệ nó, máu mình nhiều lắm. Trời ơi, điên dòng đó. Con này 2 máu, đánh phát chết rồi. Khiên
Select a character. Chắc lấy tiền. Giờ ba lê mình nhiều quá, chỉ thiếu vàng thôi. Mất một cục xí ngầu. Trắng nè, vàng nè, đỏ nè, đen nè. Con này chiêu hồi nó lại núp ngoài sau. Tấn công con thấp máu nhất. Chỉ cho con này lên phá khiên, rồi nó sẽ bắn con này chết thôi. Ok, chưa chết nữa. Vẫn là tấn công con thấp máu nhất. Con này vẫn còn cái kiên nữa. Đánh ganh đung một quân địch và có một cái siêu, thì nó sẽ chọt hai người này. Chọt hai đứa này đi. Đó. Con kia thì mất có một giáp à. Con này có thiên đỡ rồi, không sao hết. Tính giờ mất một máu. Rồi xong, ok. Cộng 2 đam cho đòn đánh đầu tiên cũng được. Ngày đẹp trời, hỏi cả đồng minh. 1-1-1-1-2. Phép. Gần đông luôn. Vô khu vườn nắm rồi. Vô khu vườn nắm là đánh liên tục luôn. Bó tay thiệt. Má nó đánh đầu tiên đó chứ. Một đam tấn công hấp máu nhất là con này, nên cũng chả lo. Nhưng mà nó có đường đi qua không? Có, nó đi vòng bên đây qua đánh được. Cho giết con nặng đi. Nó sao đi xuống đây đánh đây. Chạy đi lên đây đánh luôn đi. Dwarf King, roll the die. Không có gì xảy ra. Lóc được hai đòn luôn, 3-5 đam. Tôi nghĩ lên đam nó đi. Đam luôn. Chen á, chen con này 7, ok. Ngon. Đấm nhau. Đừng có đánh trước nữa nghe. Lũ đạn nó mới nói xong mà đánh hai phát nữa chứ. Má nó. Đâu mà nó. Đậu má nó. Đậu xanh nó.
cây chú lên chơi đấy anh em thông cảm. Đừng nó đánh trước nữa à. Ba đó. Ném diều thì 5 máu à. Con này nó sẽ đánh được gần nhất. Giật gạt luôn con này là xong cái gì. Ủa quên còn con cây nữa. Đánh phải điền vòng vậy đó. Đánh tài lên cho này cũng đi. Barbarian, there is danger ahead of you. Nó đánh trước. Quang Kiều chết luôn. Nó đánh trước mà đánh vô giáp à. Choose a hero. Nóc nóc, ai gửi đó, tôi là thỏ cho xem tay. Nếu là nai cho xem chân. $400 một chen, một agi, một phí tệ. Cái này đây. Lúc không cần nó ra 10. Nóc nóc, tôi là thỏ đây. Không trả lời luôn. Chín chen luôn phải không nè. Nãy 7 cộng 2 món, một món đồ với mà một cái điểm thôi đó. Bây giờ cái này là gì ta? Đau. Bận bình máu đó trời. Quỳ vốn máu, ba máu bên đây chuyển qua bên đây thôi. Kỳ thị người da đen à. Rồi đánh gì lấy gun ơi. Này có một giáp đỡ, một giáp đi. Barbarian, you sense danger ahead. Đánh trước không? Nó đánh trước luôn. Một giáp không sao hết. Select a character. Rồi mát luôn. Tiếp theo là lấy ông già mát đánh tay nữa. Ông tôi nghĩ chừa tiền đi. Hồi qua bên miền Bắc, miền băng giá thì còn 400 tiền mua được nhân vật chưa. Tôi bỏ lỡ một lần rồi. Phát này nữa là mát luôn. Mát luôn. Con già chưa có đồ. Đừng có phạm sai lầm như nãy, chết hết một đống nhân vật trước khi mà vô đánh chùm. Mười bốn mới đánh thằng ở gần nhất. Mười một con này đánh hai đam á.
Rồi tới anh già quẩy cái xong rồi. Ê da, ê da, nó chịu hồi ra mà đến trước mình đó, tự nhiên mất ba máu oan ức. Quân này quân gì, bắt đầu trận đấu sẽ ganh đun đánh một rồi tấn công, vậy là mát đam này về sau cái nó có lợi đó. Này là sao ta, thử lá này đi, có một điểm à, tôi nghĩ là đi goblin đi, vô phải biết là lấy đồ, nhưng mà mình giờ mình chưa có mạnh để mình vô đó. Upgrade attack hả? Không được. Tách ngẫu nhiên. Nhưng mà xuyên theo một đường thẳng. Cả ba con này đều thế luôn. Nên giờ làm sao ta? Tất cả hả? Cho nó đánh thì mất cùng lắm một máu thôi. Cho nó xuyên phát đi, mất cùng lắm một máu thôi. Nó xuyên vô ngày nè. Đó. Rồi bây giờ thì quăng điệu đứa chặt đứa là xong. Như nãy có em kia thì ngon hơn, nhưng mà em kia về đây hơi phế. Đồ dồn rất nhiều rồi. Nhưng mà không dứt điểm được mục tiêu thì cũng khó. Này được. Cái này là trang phục thôi nào. Tôi thấy chở cái gì mấy. Em trên hai cái mà em dưới thì mạnh hơn. Mà hai cái trang phục thì nó có khác gì không ta? Có bộ kêu khác hay là gì không? Ồ. Nhân phẩm no, tôi không muốn ăn đam. Rồi thứ hai 100 đòn. À, thêm một cái cạc chứa hồi máu là tôi không hiểu cho lắm. Thấy hồi cái thôi để gán chùa 400 tiền hoàng đưa ông kia nữa. Ê dạ, con này nó sẽ đánh quân gần nhất. Mình cứ đưa không được rồi, không đưa tốt phí lên được rồi, hai đam á. Tạo một cái siêu cho mình xong rồi lên đánh con này. Rồi nó đánh vô đây nó phản đam lại nó chết gì, đánh hai lần lỗ rồi, tính như thần á mà cuối cùng lại lỗ. Cầm ghiêu đó rồi, quăng ba hả? Con này đánh quân địch ở gần nhất thì nó đánh lên con này trúng luôn con bồ đó đó. Con này một máu hả? Quan mạng bốn máu, trời tính như thần nhưng mà cuối cùng lại sai. Thần cơ diệu toán, người tính không bằng máy tính.
Rồi bay màu đi bay. Vàng ức 4 máu bằng 1 bình máu. Select a character. Tính mất cả combat thì cũng cho mất luôn, không mất thì thôi. Ngon. Không đến 2 đam thì nó vẫn nhân phẩm đó. Không thể hồi máu. Không thể hồi máu là ông này đi, chả sao cả. Con này, con này nó đâu đi được. À nó đánh tầm xa 3 đam. Mình giật nó phát 4 đam. Nhưng mà mình không di chuyển được. Ý, khỏi ghiều cái nó chết luôn rồi. Mình sẽ đánh con bên phải. Con này 3 đam lận. Này 1 đam à. Gạt luôn con này. Mất 1 máu, không sao hết. Con này đánh cũng có 1 máu à, không sao luôn. Phản đập. Ủa sao đéo phản đập. Rồi anh già cầm gậy gõ này là xong rồi. Mất tí máu không sao hết. Nó cứ phiêu đá mỗi 3 đòn tấn công. Quân điều thêm đòn tấn công, con này đơn mục tiêu nhiều hơn. Tôi nghĩ có lá bên phải thì lấy lá bên trái cho con luôn. Con lũ đáng đó, một đống vàng. Tự nhiên ngon vậy. Vải. Có gun không? Có gun không? Đánh ngược thì đánh. Con này đánh đầu tiên nhưng mà đánh con máu cao nhất. Máu cao nhất của mình là hai con 14, biết nào cao. Nó đánh máu cao nhất mà nó không có đường đâu. Giờ mình giết nó thì cũng lu bu lắm. Đánh có 2 đam à. Tuần sau nó lại lên 3 đam nữa. Khó nha. Con này không có kẹp phụ mà luôn. Giờ mình sẽ ưu tiên thịt hai con ngoài này trước. Cho con này nó thọt cái đi. 2 đam. Con này 3 đam lắm. Chứ mình giết nó xong là không biết đến tuôn con nào. Khó cần cho anh lắm. Con này cũng 3 đam đó nè.
Chết luôn kìa. Ừ không sao, tính toán đúng rồi. Tại vì hai con đam cao thì nó vẫn đánh vô con cần nhất con này thôi. Nguyên dạng đây. Bây giờ con này ba đam body, tôi sẽ cho nó quà tặng phát. Và đây giết con này chặn đường nó đi, nó chỉ có thể đánh đường này thôi. Rồi ok, tới tôi này. Cho mà nó đông với người ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 với là hai con mới giết nữa, 9 con. Ê, con này nó đánh được 2 lần nha. Quăng điều thì nó chưa chết. Con này nguy hiểm nè. Nhưng mà sợ tôi sao tới tôi này. Đó, tới tuần này rồi. Bây giờ nó đánh ba đam. Con này nguy hiểm lắm, kẹt nó luôn đi. Tới này ba đam nữa. Không sao, tất cả nằm trong kế hoạch. Mất một máu nhưng mà phản được phát chết luôn. Lấy điểm này đi, nãy giờ bị đánh nhiều quá, tội nghiệp em đó. Bị mắc vô cái mạng nhỏ này sao? Lật lối 4... rồi không, dính độc thôi. Dính độc cũng ngon. Không phải hồi máu chứ không sao cả. Cái này kiếm đâu ra trời? Chưa bao giờ gặp luôn. Hai đam, ba đam, bốn đam. Tấn công thấp máu nhất thì không sao, chả quan tâm lắm. Cái đòn đầu tiên mình cộng hai đam đúng không? Không có rồi. Rồi bắn chết con. Rồi rồi bóp đầu nó em. Khi quăng ghiều lại lên được mớ đam nữa. Tôi nghĩ là lấy cái chiêu triệu hồi để đề phòng những lúc cần thiết. Chưa bao giờ biết cái chiêu phá là gì. Đó, chuẩn bị là bốn mấy cái hồi kẹt hồi máu thoải mái nè. Tấn công ngẫu nhiên một quân địch. Không, nó đi qua nó dướng con này, nó chỉ có thể đi bên phải thôi. Mình chỉ cần đặt một quân ở đây là được. Đó, rồi đánh chết này đi. Không, không đánh nữa đâu, đánh thẳng vô con này luôn. Con này 4 đam. Ném diều nó, hồi nãy di chuyển lên đây luôn được rồi trời. Sai lầm quá.
rồi cho chị đãi lên thôi. Rồi chứ không phản đam được ta. Cố gắng dồn ở trong một tuần. Chết rồi, không có đường vô à. Hồi ông già ông đâu có kêu đâu mà ông đi vô ông đánh được ta. Cho em này đứng vị trí này là sai rồi. Rồi chết tôi rồi. Chắc ăn. Sáu con hả? Đánh vô con hấp máu nhất là đánh vô con này thì chả sao cả. Quăng diều hai đam. Quăng luôn xong ba chặt kịch con này. Rồi bắn vô con này chết đi. Này bốn đam. Con già có đường đi qua không? Quân địch gần nhất. Coi như là mất một máu nó đi. Méo gì nội tại không vậy? Đó, hiệu ứng hồi máu gấp đôi, đáng lẽ 12 mới đúng á. Đi đúng vòng rồi. Trời đi đúng vòng luôn. Rồi mất thời gian đấy. Có con chặt thịt á, có cái em mà hai tay hai vũ khí thì ngon. Đỡ được hai hit à. Tôi nghĩ quăng ghiều đi. Rồi vô mê cung đi, không dám vô trong cái gương. Mê cung thì lâu chứ không đi. Mát kiểu luôn. Mát kiểu nó lên được cái ba đam nữa luôn. Rồi thoát khóc. Mê cung này tăng cái đền hồi máu một, thêm một cục xí ngầu. Đỡ đây đây unlock gì nữa? Ở không unlock mấy cái khiên nè, hai khiên của người lùng. Rồi đi thôi. Tự nhiên nhân phẩm cao quá vậy ta. Kìa ai 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 nãy giờ xích chưa đủ luôn, nhân phẩm cao rồi anh em ạ. Và tiếp 4 cú liên tục luôn. Rồi mất tích 33 ghi anh này. Không không không, phải lấy tiền. Lũ đảng mới khen nhân phẩm cao nhá.
Cũng được, hai monster thôi. Con này nó đánh sao? Nguồn địch gần nhất là đánh này thôi, nên cho con già di chuyển là ok. Thì ra nó trả đòn đó hả? Chạy rồi đánh chết này đây. Bây giờ nó sẽ đánh 4 đam, 1 đam là không đủ rồi. Đứng qua đây không, đứng chỗ nào nó cũng không đánh được. Khó nghe à. Hay là chiêu đấm ăn xôi đó anh tôi ta. Con này nó có phản đòn nữa. Rồi nó có cái khiên nữa. Rồi tôi sao đến lượt này. 3 đam là đủ rồi. Đánh tới 5 đam rồi. Nhưng mà cái này đánh vô thì đánh vô cái khiên nó đỡ. Mà không đánh thì nó không chết thì biết sao vợ. Tuần sau nó bán 4 đam. Bây giờ chấp nhận thôi. Ủa chưa phá được cái khiên nữa hả? Rồi cái siêu phép đánh xuyên cái khiên vậy nãy tính sai rồi. Là mất 4 đam. Chí ngộ mình nhiều lắm, thử phán cái đi. Fire me. Roll 10. Nhân phẩm lên rồi. Bốn con, bốn đầu. Con này đánh đầu tiên. Mỗi hai đòn tấn công thì nó sẽ gì mua cái lượng. Có thể đập một phát chết nó luôn được. Nhưng mà không cần đâu. Đánh đầu tiên 4 đam rồi. Lấy nó một tuần đi, lấy nó một lượt đi. Con này 8 đam, 3 đam. Tấn công gần nhất là đánh này. Nó đánh xong thì nó chỉ đánh gần nhất thôi. Không sao. Mình qua mình hướng đỡ một tuần nữa. Đỡ lại một tuần nữa đi. Bốn đam này không, tuần sau chín máu đập nó chết rồi. Rồi này tới 11 đam nữa, tổng cộng 12 đều đủ. Mày hả con. Rồi bây giờ mình ghi được một tuần nè. Đánh này chết luôn đi.
Bây giờ ông già sẽ gạt này thì thằng này nó đánh. 5 4 4 mà đánh hai lần. Chết thiệt. Thiếu một đám ta. Thiếu một đam rồi. Thủ máu quá. Đánh phải đôi 4-5 máu luôn. Thôi lấy cái khiên đi, lấy cái khiên vẫn ngon hơn. Khiên lóc được hai đòn. Trời, 8 máu. 8, 10 hoặc 12 đó, 8 là cùi nhất đó. Tí nữa ưu tiên cái khiên cho em nó chứ. Quá nhiều tiền rồi, gần ngàn rồi. Nãy sẽ vẫn thêm 2-3 máu không sao hết. Nói vậy chứ cũng sót lắm chứ không phải không sao đâu. Chơi luôn. Ê! Phải! Phải! Nó chặn đường trong đây luôn rồi, sao mà ra nữa? Trời ơi, mất một đống máu. Chơi mà nó chơi đánh trước nữa chứ. Bất công, không công bằng. Ba hai chuẩn bị xuống một. Ba số 19 này. Select a character. Lady, test 10. Tên chỉ có đi được city thôi. City này thì tôi chưa đi lần nào cả. Này là gì? Bà cục xí ngậu mà có 100 tiền à? Ngon vậy. Gold trên 5 mới ăn được 500 tiền. Chơi luôn. Giờ đủ 5. Quá nhiều tiền rồi. Rồi không chơi nữa đâu. Đây. Giờ tôi giàu có rồi. Còn cả ngàn tiền luôn. Đấy. Lũ đảng đó. Ngu quay vô cái số 1 cái chết luôn. Thôi vàng nhiều quá không chơi đâu. Bị bắt cóc. Trả tiền đi. Mới ra tiền rồi để làm gì đó hả? Rồi cái map city này coi bộ là tiêu nhiều tiền ha.
vô cái map city là chỉ có tiêu tiền thôi. Thôi xí ngầu nhiều lắm. Tiết kiệm 50 tiền mà mắc hai cục xí ngầu thiệt. Hai trăm tiền nước gác không bóp vùng ta bóp đi. Choose a hero. Rồi 1-2 máu ngẫu nhiên đồng minh được. Trời ơi, không đeo quay vô số 1. Combat card thì tôi nghĩ là một món thôi. Bát đam cho ông già. Tại vì ông già ông cái kill đam này của ông là 1.6 nè. Cắn cái bát đam vô thì nó ngon hơn. Vãi. Trời ơi, ngang gian. Nên ta không nên á. Tại vì đây đéo có đánh đấm gì luôn mà không muốn đánh. An toàn là bạn tai nạn bình thường. Rồi bỏ cái combat để coi có làm sao. 50 vàng phí vãi. Tôi mở đít cọt lên cái. Thì chưa ai chết hết. Bây giờ cấm thưởng phát nè, cấm thưởng phát đi, nâng cạc hay go nè. Bát nè, này kích từ cái bát này nè. 5 máu. Cho chi đại qua đây tăng. Tiếp theo hết tay ở bên này luôn. Ủa? Phải, quên thằng trong góc, quên bà chủ tiệm. Có 2 đam thôi, chưa kích cái bát được. Bà chủ tiệm thì cũng bình thường. Tán bả ra là xong rồi. Ê, không được. 3 đam thì chỉ có thịt thằng này thôi. Trốn đi. Thằng này nó qua đánh em này. Em này còn 2 lúc khiên nữa. Kích này đánh qua đồng đội đó. Đó, chuẩn bị kích này đánh qua đồng minh đó. Ủa không đường đi qua hả? Không có đường đi qua. Vậy thôi ở đây đi.
méo ổn cho lắm. Nó quay mặt hướng này thì nó có đánh vô cái con mình chịu hồi người ta. Thử rồi. Con này đánh 2, con này đánh 3. Mình có đánh đánh này. Chết thiệt. Má nó không đánh xuống cái con này. Khốn nạn. Tính toán sai là mất 3 máu. Choose a hero. Gây một đam cho tất cả các quân địch ở xung quanh. Có một đam, đam phép nữa chứ. Vô dụng như thiệt. Chịu hồi để mạnh mạnh đi. Choose a hero. Lady, test your perception. 10 khó lắm. Dwarf King. Roll 7. Giữa giữa gì cũng được. Cắn máu cho anh già đi. Thêm 500 vàng ở đấu trường. Cái người khi vô đấu trường thắng mình được 500 vàng cũng được. Cái gì unlock hoàng tử gì nữa. Ngon. Lần đầu tiên con đi cái chỗ này á. Ủa? Nâng lần 1 hết hả? Gặp cái nhà bỏ hoang. Không. Tôi muốn có cái mà kẹt hơn. Này 3 đam. Đấm nữ cái vậy? Chưa đánh với lính gác lần nào á. Cùi bắp vậy đó à. 5 đam, 3 đam, 2 đam. Vì gạt nó luôn thôi. Cùng lắm mất một máu gì vậy. Rồi cho nó đánh vô mình phát. Mất một máu. Ủa? Phải. Nó không đánh gần nhất. Tính sai rồi. Tính sai quá sai luôn. Ủa sao đánh vua vậy? Vãi 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Vua này nó chỉ chỉ định thôi. Tôi gán gạt nó trong tuần đầu luôn. Tại vì để một hồi là nó tốn loạn lắm. Không được, xài cái này vô thì không đủ đam. Ủa quên, nó quên rút về nữa chứ. Đứng cao quá rồi. Thì ra đau nha. Ủa sao mình tự đánh vậy ta. 3 5 4 2 3 2. Vì để này nó bắn đại đi. Nó bắn vô thằng gần nhất. Vì mình sẽ cho thằng này lùi ra sao. Nó bắn nhiều đam, 3 đam hả. Lùi ra sao đánh này. Rồi cho nó ăn viên đạn. Phá đường tuôn. Tiếp theo nó sẽ bắn thằng gần nhất. Mình thả một cái con chiêu hồi được không? Hết rồi. Này 2 đam à, 2 đam thì kể tiếng nó thôi. Gạt 2 con đó đó. 8 đam gạt này luôn. 7 đam. Rồi bắn đi. 2 máu, 4 máu luôn hả? C4
xiên ba cầm giáo. Xiên ba cầm giáo thì không biết nó đánh ai. Nó có 4 máu thôi. Nội tại, 59 nội tại. Mình chỉ còn mỗi hai người này. Xiên ba mà cầm giáo thì nó sẽ đánh ai ta? Anh đung cũng không có chặn đường nó được luôn. Thôi bút cái khiên trước đi. Không sao, 6 6 2 này đánh 5 đàm vào cái con gần nhất. Gần nhất chỉ đưa nó sẽ đánh qua đây á, đánh qua đó không sao. Ok, mình vòng xuống mình đánh này, không có đường qua đó, đứng đây cũng được. Rồi đánh đây nha. Ok, bây giờ ủa lại nó nữa hả? Thôi nó cho ông già đập chết luôn. 7 đam triệu hồi ra một con như thế này. Rồi hết chiêu rồi, hết chiêu tới thằng này xong sẽ tới thằng này. Rồi bây giờ gạt, ưu tiên gạt cái con này trước. Đàm yếu quá. Thôi chết rồi. Không đủ đàm hết trơn này. Này 3 đam, này 2 đam. Tiết kiệm được một máu. 7 đam vẫn không đủ. Thiệt tình chứ. Tôi vẫn chưa biết cái tác dụng này nó làm sao. Cho nó bắn cái thôi, biết sao giờ. Mất một máu. Trừ hai nhưng mà cộng lên một. Chỗ này cũng mới luôn, tôi chưa vô lần nào luôn. Bỏ đây. Tôi chưa biết trận đầu ra sao mà bỏ một con nguy hiểm lắm. Chỉ số máu sẽ bằng nhau tất cả những các thành viên hả? Hiện tại nó cũng xem nhau rồi. Thử coi. Làm sao vậy? Ê! Khoan. Chết cụ rồi. Mất cái bình máu rồi. Này coi như là bằng cái bình máu, thậm chí không bằng nữa. Cộng có 10 máu à. Wow. Ây da.
Nó bắn vô quả cầu sau khi bị tấn công. Này tự nhiên lao lên chứ gì, đứng trên đó rồi sao mà chơi. 10, 15 vừa đủ. Chột. Này đánh luôn không? Ê da đảo nghe. Biết gì không đánh rồi, lũ đạn á. Cái gì để em này boost vô con này 3 kill rồi. Á, cày cú. Tốn ông tốn vàng 10 máu quá. Chết luôn. Select a character. Đây, lấy cái này đi. Cho nó con đòn phụ để xài lúc cần thiết. Dwarf King. Rollers 9. Mới thấy à? Một máu. Giờ anh già đây là người yếu máu nhất. Không có gì giá trị hết. Hồi nãy mình cho nó có lợi lộc gì không ta? Được, chơi. Nhưng mà không biết cái giá phải trả là bao nhiêu. 8. Thôi dư sức, hàng 2 nữa. Bay màu rồng á. Này thằng này hay lao lên à. Nhưng mà nên lắp cho là năm giáp năm kháng phép, lắp cho chị đại đi. Có gì chị đại bị đánh thì còn hồi máu cho thêm. Mỗi phép thôi hả ta? Mình có mỗi con này bùi phép à? Vì thằng này tí nữa lên phép. Quá không? Cái này là cạc. Ngon. Trên 5 nha. 7. Cùi bắp phải vậy. Tắm 10 máu. Mà nó ra 8 máu. Giờ anh già lại cao máu nhất. Được. Vô đây là lấy mấy cái cạc chiều. Rồi anh này dậy lên không sao. Tấn công quân địch ở gần cũng không sao hết. Anh già anh quẩy 2 cái thì chết luôn rồi. Già đã lại đánh gần 30 đam. Ủa? Nó phui cạc hả? Vì bỏ cái nào không không đến 2 hoặc là 1. Không 1 cái này vui nhất. Cho anh lùng đó đi. Đó, hai thanh niên gánh tem nè. Một support nè, một mà người để hỗ trợ nè.
5 cục xí ngầu gán nha. 1 7. Tốn cục xí ngầu để lấy 3 máu à? Chuyển bất kỳ cái hình nhân vật của mình nào, hình hình thái rồng bá đạo gì đó hả? 31 phải không? 29. 29 anh già này. 23. 16, 16 cộng 29 vừa luôn. Không mà không được, uống cái này mất cái kia rồi. Gồng này nó đánh gần nhất. Mày đánh anh với tao hả? 19. 19 nó vẫn còn 3. 23. Rồi đánh cái chạy về. Rồi anh lùng dứt điểm đi. Ủa anh lùng có 2 đam gì trời. Thôi quăng điều đi, đỡ công đi. Đây, thử rồi. Vãi. Tôi có gọng trong tay mà anh em ơi. Cái gì? Hiến tế một thằng. Chế giá chị. Ờ không sao. Lũ đạn dưới nãy hiến tế này đi, tiết kiệm được 3 máu nữa rồi. Trời ơi, lừa đảo. Anh Long này. Anh Long này sao ta? Cái đéo gì? Tám đến 12 đam. Rồi anh Long này như cớt luôn rồi anh em ơi. Tại sao tôi đã chọn phí vãi lòng luôn á. Này nó đam theo đường thẳng luôn. Tự nhiên biến thành con rồng. Choose a hero. Biến thành rồng vô dụng phế vật luôn, không có làm gì được hết luôn à. Đéo thể tin được cuộc đời. Má lòng vô dụng. Để đốc kỵ sĩ thôi. Vậy là mình còn thiếu mỗi cái thằng băng là bên mắt tiết thôi. Hết tiền luôn đó. Của hết mà. Cái tội luôn đó. Công tôi tích chữ.
đánh đéo muốn heal gồng luôn, mà không heal để nó chết hoang. Tôi đéo muốn đánh đâu. Hai ba cũng không sao. Không, cỡ vài tì bỏ được. Nghĩ sao mà nó vô quan được không biết nữa. Anh Long lại hột máu xuống nữa này. Đào. Thử cái chiêu của anh Long ơi. Nè đánh đây đi. Mười đam mất hai máu rồi, ngồi thử bậy bạ hoang mạng lắm. Ủa nãy mở kẹt của con Long rồi mà không có hiện gì nữa đâu. Phí vải ra nâng cho con lùng lên biết nhiêu. Tới đây thì chắc không có xài nữa đâu. Select a character. 4 đòn tấn công. Đánh trả lại mỗi 3 đòn tấn công. Tôi nghĩ là con này đánh không tới nổi 4 đòn nữa. Làm yếu nó không cần luôn. Mát mẹ phù thủy kêu đi. Đỏ. Chờ anh Long mới đỏ lên tí. Đỡ tạ. Long tạ. You are standing in front of the entrance. Cái gì? Gì mới vô anh Long lao lên như một cái máy điện vậy? Con này chỉ định đồng minh đánh nên phải gạt nó sớm. Bây giờ không biết nó đánh ai với ai nè. Em này đánh cận chiến không đau. Con già đánh đau đó. Con Long là đánh cũng đau nữa. Gạt nạn đi. Một máu không sao. 2 với 4 thì quanh hết xong mẹ rồi. Đỡ. Mấy con chỉ định này khó chịu dữ vậy. Tao đòi thiên tế đồng bộ nữa. Ây da. Thôi bỏ cái hồi máu thôi. Má đen. Mới vô đấm nhau tới le chứ gì. Con này thì nó đánh mà nó làm gì có đường đi đâu.
nên tôi sẽ gạt con này với con này. Tôi sẽ đánh hai con ở ngoài trước. Ủa sao này đam yếu gì ta? Đấy. Con này dịch xét 48 mà cũng không thấm mấy, tại vì hai con này có kháng phép cao à. Cái lũ đảng. Đây không ổn, không thể để nó sống được. Không, con này đánh vô mấy này nó không sao. Con này có đánh trả nè, thốn nè. Tám máu. Mình có thể gạt được hai con. Trước mắt là gạt con này đó. Để tới thun nó. Rồi bây giờ là hai con này 10 với 11. 11 là đam phép, 10 đam body. Mình giáp cao nên gạt con này. Con này nó sẽ đánh, nó đánh vô bên đây. Con này nó đánh 11 đam phép vô quân đồng minh nó gần nhất. 1, 2, giật 2, 3, gạch. Chính chắc nó đánh vô gồng. Gồng đánh trúng hai con luôn đó. Không được. Con này không được chỉ định. Rồi đánh cho em này đi. Ôi vãi. Sao nó đánh vô đây? Đánh gần nhất mà. Biết gì tôi gạt mẹ nó cho rồi đấy. Mà nó không được chỉ định nữa chứ. Con này có khiêu phản đòn nè. Mày phản hả? Mày phản ai? Long cắn là long. Anh bổ chết bà mày. Thú 10 máu quang nha. Mình còn một lá hồi máu nên cắn đèn đi. Trời ơi, uống máu xong rồi nó vô cái Migo thiệt á. Không, Migo này là tôi bắp à. Xong mẹ hai con luôn rồi. Gương thì gương lõm, gương cầu lõm chứ không phải là gương cầu lòi. Summon đó. Không chết. Con này 8-12 body dam. Đánh quân địch ở gần. Chịu hồi đó thôi. Rồi ăn cáo của mình thôi. Ê, ở dưới đây mới đúng. Má sai rồi. Để dưới đây nó đánh vô con này á. Ừ không, để dưới đây nó không đánh được. Đến độ đánh rồi con này nó phản đam lại. Thì ngon hơn.
Bây giờ con này nó chỉ đồng minh mình đánh đầm bậy, không thể để nó sống được. Con này chính đam vô body, ở gần. Chính đam đánh vô con rồng không sao. Con này thì bị kẹt rồi. Hoặc có thể là con này 8 đam vô body á. Quá lớn rồi, không có đá nó được. Thôi, con diều cũng chết thôi. Mà sao cái chiêu quan diều của mình yếu vậy ta? Đánh rộng hơn, ừ, đúng rồi. Vẫn còn hai giáp. Rồi anh phù thủy. Ủa, phù thủy hết kêu hả? Còn mỗi anh Long thôi à? Mình sẽ đứng ở đây, cản đường nó. Rồi nó đánh vô này, này đánh phản lại rồi xong. Ok, đơn giản. Thì nó khùng quá. Không thể chỉ định con dưới được. Nhưng mà đánh này thì nó cắn trả, nên tôi nghĩ là một hết chiếc luôn đi. Một hết chiếc luôn. Ấy lũ đảng đó 17 mà nó biết không chết thì đưa em này lên tăng luôn rồi. Má nó tính sai nước rồi, em quản thua game đó. Nó mất hơi mười mấy máu quan mạng. Mới cắn bình máu như này thôi. Rồi xong luôn, 8 đến 22 đam, quay số 10 thì khó lắm. Em đi. Chính cũng đỡ. Insanity. Má, thành viên nào bị khùng đánh rồi mình vậy. Ngay rồng nó chứ, quá thiệt. Phải chi con này cũng được nữa. Hoặc là đánh vô con rồng cũng được, nó đánh vô em này cũng được nữa. Nó chọn cái con đam cao nhất đánh vô cái con giáp thấp nhất. Cái gì? Bây giờ đánh xong hai con rồng này là vô gặp giữa cửa kia. Nó đánh 18 đam. Bốn mươi bảy lần, tới 47 đam lần. Vì đâu phải chịu nó một đòn 12 đam phép. Đánh vô này thì thốn nha.
không được, không sao, không sao, mày còn một máu à. Không có đường đi qua bản. À, đi đường trước được. Rồi cứ thong thả mà vả nó thôi. Ba chục dư sức. Mày thì song long với bố mày. Rồi, trận chiến cuối cùng, tôi coi còn cái gì không? Còn hai bình dược. 4-1. Trời ơi, ba thằng thằng hỗn mảnh cho nó đưa cái em này lên đánh. 7-14 đam phép thì kháng phép thấp nhất. Tôi nghĩ là phải giữ phù thủy sống. Giờ cơ hội hội đồng á. Cái gì? Vãi, đánh qua em đó 11 luôn. Tuần sau nó đánh rồi. Em này hết tác dụng rồi, nên chắc hy sinh thôi. Một hy sinh. Còn hai máu ở 14-14 thì có lạc đạn quan này cũng không chết. Quá to à. Rồi, win, win chưa? Trời ơi. Chụp cái mảnh lên mới được. Khổ vãi đái. Rồi, xóa game ghi phân. Ok, ba anh em. Thì coi như là phá đảo được cái con game của thằng đệ nó giúp rồi. Coi như là bây giờ thành công rồi đó. Thì ngày mai có thời gian rảnh chơi game khác. Tôi chỉ rảnh đến hết tuần này thôi. Tới ngày 12 bắt đầu bắn túi bụi rồi. Rồi, ba anh em.